Rồi em chào bác nhé. Đây em vệ sinh xong một cái con máy rửa xe này nhé. Con này để cái vỏ nó lên. Vỏ nó. Con này hàng siêu đặc ruột nhé. Đây vỏ nó đây. Vỏ ốp ngoài nhé. Đấy, con này là cắt chơi hiệu HD 6-15C này. Đấy, thì em vừa vệ sinh nên em chưa kịp đóng vào cho bác. Chỉ cần cài vào là được. Đấy thì con này là đây là đồng hồ của nó đây. Này bao lên cho bác được 150 nhé. Đây, 10 năm này là 150 cân đấy. Đấy, như thế này nếu mà bác lấy thì sẽ em gửi theo cho bác một cái cây súng zin. Không phải súng zin nhé, cái súng này là của con Makita khủng của hàng bãi Nhật nhé. Tất cả các cái thân ống ở trong này của nó là bằng đồng hết. Đấy, một cái súng này. Còn nếu bác không lấy súng thì cũng được. Đấy. Đây là thông số của máy này. Đây, thông số của máy này nhé. Đấy, 230V này, 3,1kW này. Đấy, con này sản xuất tại Đức luôn nhé. In Germany này. Đấy, bây giờ em sẽ test cho bác nhé. Con thì mạnh, siêu mạnh luôn. Em ơi, cầm hộ anh đây. Đấy, đứng vào khu này. Máy này nhé. Đấy, súng cực kỳ dài luôn nhé. Đây, thống này. Con này cảm giác đầy tay luôn. Đấy, thì em thử cây chuối này nhé. Cái đồng hồ nhé. Con để ý đồng hồ lúc máy chạy nhé. Áp là 150 cân nhé. Suốt nó mạnh hơn thì nó sẽ hoạt động hơi ổn hơn so với cái con 150W 1500W kia một chút thôi nhá, chứ cũng không khỏi là ổn quá nhá. Đấy, rồi ok.